Thưa quý vị, ngay sau siêu bão Haiyan tàn phá đất nước Philippines hôm 8 tháng 11 vừa qua, khiến cho nhiều thành phố bị thiệt hại nặng nề, thậm chí có thành phố đã bị xóa sổ gần như hoàn toàn. Thì người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã chung tay góp sức để giúp đỡ người dân Philippines vượt qua hậu quả của siêu bão. Và hôm nay, tại Đại sứ quán Philippines tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã trao số tiền quyên góp được gần một tháng qua để giúp đỡ người dân Philippines qua cơn hoạn nạn. Nhiều tổ chức đã đến Đại sứ quán Philippines tại Hoa Kỳ để trao tận tay lãnh sự quán những tấm check, những món quà ấm tình người. Tổng lãnh sự quán Philippines bày tỏ cảm xúc với RFA trước tình cảm của người Mỹ gốc Việt dành cho nạn nhân thiên tai tại đất nước ông. We are truly grateful for the significant. Chúng tôi hết sức xúc động trước tấm tình dạt dào và cảm tình sâu đậm cùng với những hiến tặng rộng lượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, không những từ thủ đô Washington mà còn từ khắp nước Mỹ cho những nạn nhân của bão Hải Yến ở Philippines. Chúng tôi thực sự biết ơn những trợ giúp nhiều ý nghĩa đang được cộng đồng người Việt đóng góp cho cơ quan Hồng Thập Tự, cho cộng đồng người Philippines. Và cộng đồng chúng tôi bảo đảm nguồn ngân quỹ này sẽ đến tận tay các nạn nhân cơn bão Hải Yến tại Philippines. Hàng ngàn và hàng ngàn người ở nơi cơn bão đi qua đã bị thương vong, hàng triệu người mất nhà, mất cửa. Hành động của tình huynh đệ và tình đoàn kết này do những anh chị em người Mỹ gốc Việt bày tỏ chắc chắn sẽ được vô cùng tán thưởng do người Philippines chúng tôi ở trong nước, những nạn nhân của cơn siêu bão ác nghiệt. Chị Diệu Quyên, đại diện tổ chức gây quỹ mang tên Bên Em Đang Có Ta, bày tỏ truyền thống lá lành đùm lá rách của người Việt Nam. Đài truyền hình SBTN cũng đã tổ chức nhiều buổi quyên góp trước đây, chẳng hạn như là những đại nhạc hội Cảm ơn Anh, Người Thương Phế Binh. Thì đối với chị Quyên, lần quyên góp đó với lần quyên góp lần này cho nạn nhân bão lụt thì nói lên cái lòng yêu thương cũng như là cái lòng lo lắng cho người dân, cho nhân loại. Thì đối với hai lần quyên góp như vậy thì chị Quyên thấy không có khác nhau lắm, thưa chị. Là vì khi mà đài truyền hình SBTN cùng với Hội Thương Phế Binh xướng lên thì đồng bào ở khắp mọi nơi gọi về đóng góp. Và khi mà nghe tin bão lụt xảy ra tại Phi Luật Tân thì SBTN cùng với lại Trung tâm Asia xướng lên. Và chỉ có một cái buổi gây quỹ thôi mà chị Quyên đã nhận được bao nhiêu là cú điện thoại, phone gọi vào và hưởng ứng bằng cách chia sẻ cái thông cảm cũng như là chia sẻ cái nỗi đau của người dân Philippines ngoài ra, và họ đóng góp. Không những là một người đóng góp và họ còn kêu thêm những người nhân viên làm chung một hãng hoặc là một cái công ty hoặc là một cái trường học, một cái nhóm Việt ngữ nào đó để mà cùng nhau đóng góp một cái số tiền và mang tới cùng một lúc nơi đài, thưa chị. Đó là những cái nghĩa cử mà chị Quyên thấy nơi người Việt rất là hiếm có. Mình có cái câu lá lành đùm lá rách, và mỗi lần mà những cái chương trình mà quyên góp như thế này, đồng bào Việt Nam mình không có bất kể họ là người gì, cùng chung một nhân loại và cùng ra tay đóng góp. Cũng có nhiều quý vị đã chia sẻ, tôi đã ở Philippines trong cái thời gian hoạn nạn nhất và bây giờ thì tới phiên họ gặp hoạn nạn thì cái trách nhiệm của chúng tôi là phải đóng góp. Không những chúng tôi mà phải con cái, con cháu của chúng tôi phải giúp chúng tôi đóng góp. Thì cái đó là chị Quyên thấy nơi người Việt Nam mình một cái nghĩa cử rất là cao đẹp, thưa chị. Trong khi rất nhiều tổ chức, cá nhân khác đã trực tiếp đem vật phẩm, tiền bạc đến Philippines hoặc trao qua các tổ chức từ thiện, tôn giáo, thì một số tổ chức khác lại chọn Đại sứ quán Philippines tại Hoa Kỳ làm cầu nối. Chị Thủy, đại diện cho tổ chức Nhà Việt Nam, cho biết lý do. Tại thứ nhất là hưởng ứng lời kêu gọi của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC và Hội đồng Hướng đạo Trung ương, thì Nhà Việt Nam đứng ra tổ chức quyên tiền để giúp cho các nạn nhân bị bão Philippines. Lý do mà Nhà Việt Nam chọn Tòa đại sứ ở Phi Luật Tân để chuyển số tiền đó, vì trước đây Nhà Việt Nam đã chuyển một số tiền giúp cho nạn nhân năm 2012 tại Nhật Bản, cũng thông qua Tòa đại sứ Nhật Bản. Và lý do Tòa đại sứ chỉ là một cái nơi connection với lại những người dân Philippines qua những cái hội từ thiện của Philippines, và một lần nữa là vì vấn đề không phân biệt tôn giáo, không phân biệt màu da, cho nên chúng em chọn con đường connection như vậy. Cô Bạch Mai, đại diện cho cộng đồng người Việt tại vùng DC nói thêm.
Tại vì nếu mà mình nghĩ rằng mình chọn những cái cơ quan thiện nguyện đó để mình đưa, thì mình gửi check lại họ. Mình cũng biết là hiện tại cái vấn đề tế nhị là của cái tình hình chính trị của Việt Nam thì có những cái different group người. Thì bây giờ nếu mà mình không có, mình gửi đi thì người ta có thể người ta ngộ nhận. Mình không muốn điều đó. Thành thử ra muốn nói rằng cộng đồng người Việt tị nạn ở tại Hoa Kỳ và ở đặc biệt ở tại Washington DC muốn gặp tại tòa đại sứ để nói cho họ biết rằng là đây là cộng đồng người Việt tị nạn. Và vì cái tị nạn đó ngày xưa mình đã có được một chút ân tình với lại người Phi về cái vấn đề họ giúp đỡ, thì bây giờ mình muốn nói rõ ràng là thứ nhất vì lòng bác ái, thứ hai nữa là mình muốn trả lại những cái điều mà họ đã làm cho mình trong cách đây hơn 3 thập niên. Bên cạnh việc giúp nhau qua cơn hoạn nạn, lần quyên góp này còn có một ý nghĩa hết sức đặc biệt để đáp lại lòng tri ân những người dân Philippines cùng đất nước này đã giang tay đón cả 100,000 người Việt đến các trạm trung chuyển để đi định cư ở nước thứ ba năm xưa. Cầu chúc cho người dân Philippines vượt qua cơn hoạn nạn để đón chào Giáng sinh và năm mới bình an.